Bình Dương đã tổ chức thành công nhiều hội nghị mang tầm quốc tế, để lại ấn tượng tốt đẹp đối với chính khách và đối tác. Uy tín của Bình Dương đang ngày càng được nâng cao, góp phần quảng bá hình ảnh thương hiệu Bình Dương trên trường quốc tế. Các chương trình hội nghị mang tầm quốc tế được tổ chức thành công đã tạo tiếng vang lớn và để lại dấu ấn đậm nét về những hoạt động ngoại giao kinh tế năng động và hiệu quả của tỉnh Bình Dương. Chúng tôi đã 5 lần tổ chức diễn đàn Horasis tại Bình Dương, 3 lần về chủ đề Đông Nam Á, 1 lần về Ấn Độ. Vừa đây là Trung Quốc. Chúng tôi luôn đặt ra những nội dung thảo luận khác nhau cho mỗi sự kiện. Nhưng có một điều nhất quán rằng, Bình Dương hiện là một trong những trung tâm kinh tế của Việt Nam, là trung tâm của quá trình toàn cầu hóa. Vì vậy, diễn đàn Horasis rất tự hào khi được tổ chức sự kiện tại Bình Dương lần thứ 5 liên tiếp. Thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế xã hội, Bình Dương tích cực mở rộng quan hệ hợp tác song phương, đa phương với các địa phương nước ngoài và các tổ chức quốc tế, góp phần quan trọng trong thu hút đầu tư, xây dựng hạ tầng đô thị, hạ tầng khu công nghiệp. Bình Dương đã thiết lập mối quan hệ hợp tác song phương với 13 tỉnh, thành phố nước ngoài và là thành viên chính thức, đối tác đáng tin cậy của 3 tổ chức quốc tế bao gồm Diễn đàn Cộng đồng Thông minh Thế giới ICF, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Horasis, và Hiệp hội Trung tâm Thương mại Thế giới WTCA, ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, việc phối hợp tổ chức sự kiện lớn với các tổ chức như Horasis, ICF, WTCA đã mang đến những giá trị tích cực trong phát triển kinh tế thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và đề án thành phố thông minh Bình Dương. Qua những kỳ tổ chức diễn đàn Horasis, thì tỉnh Bình Dương cũng đã thu hút được nhiều cái nhà đầu tư có chất lượng cao, có thể gọi là những nhà đầu tư có chất lượng cao. Họ là những nhà đầu tư có quy mô vốn lớn, có khoa học kỹ thuật cao, có ý thức bảo vệ môi trường tốt và đã và đang chuẩn bị đăng ký đầu tư vào Bình Dương. Có thể nói là diễn đàn này là một cái cơ hội để mà thu hút đầu tư. Hơn thế thì đây cũng là cái chúng ta quảng bá được cái thương hiệu Bình Dương ra toàn thế giới. Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Horasis đã mang đến một cơ hội tìm hiểu và trải nghiệm thực tế về khu vực châu Á. Qua 5 lần đăng cai tổ chức các sự kiện diễn đàn tại tỉnh Bình Dương đã khắc họa những nét đặc thù về đất nước, con người Việt Nam, tỉnh Bình Dương, môi trường đầu tư kinh doanh. Diễn đàn Horasis Trung Quốc 2024 thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng sâu sắc với các đối tác, nhà đầu tư, doanh nghiệp và doanh nhân về một Bình Dương năng động, sáng tạo, đột phá lên tầm cao mới. Bình Dương là nơi rất vượng khí. Có thể nói Bình Dương là tiêu điểm quan tâm của rất nhiều bạn bè đến từ khắp nơi, không chỉ từ Trung Quốc mà còn từ các nước châu Âu. Bình Dương trong những năm qua phát triển rất nhanh, trở thành điểm sáng. Lần Horasis này có rất nhiều doanh nghiệp tham gia. Trong các chủ đề thảo luận, làm thế nào để phát triển Bình Dương, làm thế nào để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Bình Dương. Các đề tài này trở thành tâm điểm chú ý mới của mọi người, nên tôi nghĩ Bình Dương sẽ tiếp tục phát triển rất nhanh.